biến được cho quý bà con một ly cà phê nhé. Và đây Ngọc Lan đã chuẩn bị sẵn sàng đó chính là một ly cà phê sữa rồi. Bây giờ Ngọc Lan sẽ xúc trực tiếp đá mà Ngọc Lan vừa mới xay nhé. Với những viên đá mịn như thế này thì chắc hẳn rằng ly cà phê của chúng ta sẽ ngon lắm đây. Và ngay bây giờ đây, Ngọc Lan sẽ bật máy lên và test máy Takeo TK2HB cho quý vị và các bạn cùng xem luôn nhé. Và đây chính là thành phẩm mà Ngọc Lan vừa mới băm ra từ con máy Takeo TK2HB. Như mọi người có thể thấy là đá rất là mịn. Và với đá như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng để làm những ly đá bào này, hay thậm chí là có thể tận dụng trong quán bar để làm những ly cocktail trong quán cà phê của mình nhé. Và phần phía ngoài này thì mọi người có thể quan sát thấy là đá của chúng ta là sẽ có kích thước lớn hơn một xíu. Với đá như thế này thì mọi người sẽ không sợ là đá của mình sẽ nhanh tan. Và đồng thời thêm vào đó là mọi người hoàn toàn có thể sử dụng để muối tôm này, muối cá này đảm bảo cho độ tươi của tôm của cá của mình nha. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình cùng với Ngọc Lan ngày hôm nay. Hôm nay Ngọc Lan xin đưa tới cho mọi người đó chính là con máy xay nước đá muối tôm của thương hiệu Takeo. Bên trái Ngọc Lan đây đó chính là con máy xay nước đá muối tôm Takeo TK2HB. Còn bên phải Ngọc Lan đây đó chính là máy xay đá muối tôm Takeo TK4HB. Như mọi người đã biết là trong công nghiệp chế biến thực phẩm cũng như là trong quán cà phê, quán bar thì mọi người cần phải đá rất là mịn, rất là nhỏ để có thể ướp được tôm này, cá này, hay thậm chí là có thể chế biến được những ly nước của mình. Thì ngày hôm nay Ngọc Lan đã đem tới cho mọi người con máy mà mọi người cần đây. Và bây giờ Ngọc Lan sẽ xin giới thiệu chi tiết về con máy Takeo TK2HB và Takeo TK4HB. Đồng thời là Ngọc Lan sẽ test máy cho mọi người cùng xem luôn nhé. Như mọi người có thể thấy là hai con máy này có cấu tạo khá là giống nhau, bao gồm con máy sẽ được làm bằng inox 304, nhờ đó mà có thể đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời là mọi người vệ sinh máy một cách rất là dễ dàng. Để có thể mua được hàng chính hãng của thương hiệu Takeo thì mọi người hãy lưu ý là để ý những chi tiết ở trên thân máy là sẽ có thương hiệu của Takeo dập nổi ngay trên thân máy luôn nhé. Và để con máy này có thể di chuyển được một cách dễ dàng thì máy được trang bị thêm đó là 4 bánh xe. Đây chính là phần chân kê của máy. Như mọi người có thể quan sát thấy là chân kê của máy khá là dày dặn. Và phía trong này đó chính là motor. Motor được làm với công suất là 1,1 kW, tương đương với lại 1,5 ngựa. Và motor này được làm bằng vỏ hợp kim nhôm nên là rất bền, chịu nhiệt và chịu độ mài mòn cao. Mọi người hoàn toàn có thể an tâm là bởi vì con motor này được làm bằng 100% loại đồng nên là độ bền của máy rất là cao. Để có thể bảo vệ motor thì nhà sản xuất đã thêm vào đó chính là một tấm chắn ở phía trên này. Để khi bà con có thể băm nước đá thì nước đá sẽ không bị nhiễm nước xuống dưới phần motor của mình. Và phần phía trên này đó chính là buồng làm việc của máy.
Buồng làm việc của máy với một miệng nạp khá là rộng, đường kính tầm khoảng lên đến là 22 cm. Bà con có thể bỏ thêm vào đó là một góc tư nước đá của mình cũng được. Và đây chính là các bối đập. Khi mình bỏ nước đá vào thì bối đập sẽ hoạt động, sẽ xoay tròn và sẽ băm nhuyễn những viên đá của mình thành viên đá mịn và nhỏ.